Cô xin chào các em. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi học tiết hình học lớp 9 và bài hôm nay thì các em sẽ cùng cô chúng ta sẽ hướng cô sẽ cùng hướng dẫn cho các em học cái tiết luyện tập. Và bài này chúng ta có thể là chúng ta luyện tập chung về các cái loại góc mà các em đã học của những cái bài học ngày hôm trước. Trong chương 3 từ bài 1 đến bài 5 chúng ta đã học được những loại góc nào và những cái loại góc này có quan hệ như thế nào đối với số đo của cung bị chắn, thì chúng ta sẽ kiểm tra lại cái phần kiến thức bằng cái bài tập đơn giản. Các em chú ý là các em quan sát trên các hình này, và bây giờ cái nhiệm vụ của các em là chúng ta sẽ nêu tên các cái góc tương ứng với các cái hình hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình 5. Em nêu ra xem là nó là những cái góc có tên gọi là gì, rồi quan hệ của nó với số đo cung bị chắn. Và chúng ta đã hình dung ra chưa nhỉ? Và bây giờ các em sẽ cùng theo dõi cái đáp án của cô. Trên hình 1, góc AOB là góc gì các em? Và đây chính là góc ở tâm, bởi vì nó có tâm trùng vào với tâm O của đường tròn. Và AOB là tâm, cho nên nó sẽ bằng với số đo của cung bị chắn, hay là nó bằng với số đo của cung AMB. Còn ở hình 2, góc ACB được gọi là góc nội tiếp. Và góc nội tiếp thì sẽ bằng 1 phần 2 số đo cung bị chắn, cho nên ACB bằng 1 phần 2 số đo cung AMB. BAX ở đây là góc BAX. Góc này là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Và góc BAX sẽ bằng 1 phần 2 số đo của cung bị chắn, cho nên nó sẽ bằng 1 phần 2 số đo của cung AMB. Và trên hình 4 thì các em thấy đây là góc gì? Góc BFD. Và đỉnh F này nằm bên trong đường tròn và nó cũng sẽ có tên gọi là góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn thì sẽ bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn. Và quan sát trên hình các em sẽ thấy là góc BFD chắn cung BD và chắn cung AC, cho nên chúng ta sẽ có BFD bằng số đo của cung BD cộng số đo cung AC chia 2. Và đây là ba cái hình về góc có đỉnh nằm ở bên ngoài đường tròn mà chúng ta là cô gộp chung mà là hình 5. Thì góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn thì nó phải có đỉnh nằm bên ngoài đường tròn là trước hết, và hai cạnh của góc thì phải có điểm chung với đường tròn. Thì các bạn quan sát đây là ba cái trường hợp hình vẽ, và cái tính chất của nó thì nó sẽ bằng nửa hiệu số đo hai cung. Thì các bạn thấy là cô sẽ làm một trường hợp, còn trường hợp còn lại thì các em sẽ tự suy ra tương tự. Góc BED là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn, và góc này sẽ bằng số đo của cung BD trừ số đo cung AC chia 2. Và các bạn quan sát cho cô. Thì đây là chúng ta đã tìm hiểu các khái niệm về các loại góc: góc ở tâm, góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến là dây cung, góc có đỉnh ở bên trong đường tròn và góc có đỉnh bên ngoài đường tròn, cùng với quan hệ của nó với số đo của cung bị chắn. Thì trong cái phần kiến thức này thì ngoài những cái khái niệm này ra thì chúng ta còn phải nắm vững cho cô một số cái nội dung hệ quả. Thì các bạn thấy là về phần lý thuyết, phải góc nội tiếp. Đây các bạn quan sát lại góc nội tiếp. Chúng ta sẽ có bốn hệ quả.
Bạn thấy là các góc nội tiếp bằng nhau thì chắn các cung bằng nhau. Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau. Và góc nội tiếp nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung. Và góc nội tiếp chắn nửa đường tròn sẽ là góc vuông. Thì bốn cái hệ quả này các em sẽ nghiên cứu thật kỹ để chúng ta có thể vận dụng vào làm các bài tập. À, bài góc tạo bởi tia tiếp tuyến là dây cung thì cái điểm cần nhấn mạnh ở đây là các em cần phải nắm vững cho cô cái góc đo tạo bởi tia tiếp tuyến dây cung và quan hệ với số đo cung bị chắn như ở đầu bài chúng ta đã nhắc rồi. Thì ngoài cái vậy kiến thức đó ra các em cần phải nắm vững cho cô cái phần hệ quả đó là trong một đường tròn góc tạo bởi tia tiếp tuyến là dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. Và các em quan sát trên hình góc BAX là góc tạo bởi tia tiếp tuyến là dây cung chắn cung AMB sẽ bằng với góc ACB là góc nội tiếp cũng cùng chắn cung AMB. Và đây thì cô cũng nhắc lại thêm cái khái niệm về góc cân định là nằm ở bên trong đường tròn. Nên các bạn phải lưu ý là số đo của góc cân định ở bên trong đường tròn sẽ bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn. Thì đây chúng ta thấy là nó sẽ chắn cung BD và AC. Phần lưu ý trong cái bài góc cân định ở bên trong bên ngoài đường tròn hiện đây là bằng trường hợp 3 hình vẽ về góc cân định nằm ở bên ngoài đường tròn. Cái hình đầu tiên thì các bạn thấy là đỉnh E nằm bên ngoài đường tròn, còn hai cạnh có điểm chung với đường tròn nhưng mà hai cạnh này là BE và DE là hai tiếp tuyến của đường tròn. Còn trong cái hình này thì EAB được gọi là các tuyến, ECD cũng là hai các tuyến của đường tròn. Thì đây là hai các tuyến và đỉnh E nằm ở bên ngoài đường tròn. Còn hình này thì chúng ta lại thấy được là có một cạnh của góc là cạnh EAB là các tuyến của đường tròn và ED đây lại là một tiếp tuyến của đường tròn. Thì các bạn cần phải lưu ý lại cái khái niệm về góc cân định ở bên ngoài đường tròn là gì. Tức là góc cân định ở bên ngoài đường tròn là góc cân định là trước hết nó phải nằm ngoài đường tròn và hai cạnh của góc phải có điểm chung với đường tròn. Chứ nếu mà nó có định ở ngoài đường tròn nhưng mà hai cạnh không có điểm chung với đường tròn thì nó vẫn không được gọi là góc cân định ở bên ngoài đường tròn nha các em. Bạn lưu ý cái phần này cho cô. Là số đo của góc cân định ở bên ngoài đường tròn sẽ bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn. Trên hình này thì cung bị chắn của nó, và các em nhìn lên đây nó phải là cung lớn BD và cung nhỏ BD luôn. Còn hình này là chắn cung BD và cung AC thì khá rõ ràng. Còn trên cái hình này thì cái góc BED sẽ chắn cung BD và chắn cung AD. Và tất nhiên là nó cũng sẽ bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn, thì chúng ta lưu ý ôn lại trong sách giáo khoa cho cô. Và sau khi mà cô đã nhắc lại cho các em cái phần lý thuyết thì chúng ta sẽ cùng đi vào để chúng ta làm bài tập. Ở những tiết trước thì có một số bài tập các thầy cô đã cho chúng ta về nhà. Bài tập 28 ở trong sách giáo khoa trang 79. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta giải để chúng ta sẽ so sánh xem là cái phần giải bài ở nhà của các em đã đúng chưa. Và chúng ta sẽ cùng đọc lại đề bài. Cho hai đường tròn tâm O và O phẩy cắt nhau tại A và B. Tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O phẩy cắt đường tròn tâm O tại điểm thứ hai P. Tiếp PB cắt đường tròn tâm O phẩy tại Q. Chứng minh đường thẳng AQ song song với tiếp tuyến tại P của đường tròn tâm O. Và các em sẽ cùng xem cái phần vẽ hình và hướng dẫn giải của cô. Thì đây là bài tập chúng ta đã được về nhà làm rồi. Đây các bạn quan sát hình vẽ hai đường tròn cắt nhau tại A và B. Tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O phẩy là
chúng ta kẻ đây và nó cắt đường tròn tâm O tại điểm thứ hai là điểm P, và tia PB lại cắt đường tròn tâm O phẩy tại Q. Bây giờ các bạn sẽ phải đi chứng minh cho cô là AQ song song với PT. Và các em sẽ cùng xem giờ xem cô hướng dẫn lại. Đây là bài tập đã làm ở nhà rồi. Trên đường tròn tâm O phẩy, góc AQB là góc nội tiếp. AQB là góc nội tiếp chắn cung AB này, cung AB đây. Và góc PAB thì lúc này PAB lại là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung của đường tròn tâm O phẩy chắn vào cung AB. Và như vậy theo bài hôm trước chúng ta học cái phần hệ quả về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì các em có thể suy ra được hai góc này là bằng nhau, hay nói cách khác là PAB bằng với góc AQB. Tương tự như vậy chúng ta có thể chứng minh được góc PAB bằng với BPT. Thì từ 1 và 2 các em suy ra góc AQB bằng với góc BPT. AQB bằng với BPT thì các em nhìn lên đây các em thấy đây là hai góc nằm ở vị trí son e trong. Và như vậy thì các bạn có thể suy ra được AQ song song với PT theo cái kiến thức đã học ở trong chương trình toán lớp 7. Thì đó là cái phần cô đã hướng dẫn chúng ta làm bài tập 28 hôm trước về nhà. Và bây giờ là bài tập số 36, các em sẽ cùng đọc đề bài. Cho đường tròn tâm O và hai dây ABAC, gọi M, N lần lượt là điểm chính giữa của cung AB và cung AC. Đường thẳng MN cắt dây AB tại E và cắt dây AC tại H. Chứng minh tam giác AEH là tam giác cân. Thì bài này đây cũng là một bài tập mà đã được cho về nhà. Cho nên là cô sẽ hướng dẫn chúng ta làm nhanh để các em thấy là chúng ta sẽ cùng vẽ hình. Và quan sát xem phần hình vẽ của cô. Hai dây AB AC của đường tròn MN lần lượt là điểm chính giữa của cung AB và cung AC. Các em thấy là điểm chính giữa có nghĩa là gì? Là nó sẽ chia cái cung đó thành hai cung bằng nhau, nên cô đã ký hiệu hai cung bằng nhau trên hình. Và chúng ta sẽ xem cái hướng dẫn bài của cô. Chúng ta cùng phân tích theo sơ đồ phân tích. Muốn chứng minh tam giác AEH cân, và chúng ta thấy là tam giác này sẽ cân tại đỉnh A theo hướng cái quan sát thì chúng ta thấy. Và như vậy thì chúng ta cần phải đi chứng minh hai góc tương ứng đó là góc AHM, AHM hay chính là AHE đó, rồi bằng với AN hay là nó chính là góc AEH. Thì hai góc này đều gọi là hai góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn và chúng ta sẽ có quan hệ của nó với số đo của cung bị chắn. Các bạn quan sát trên hình. Đó. AHM bằng số đo của cung AM cộng số đo cung NC chia 2. Còn AN bằng số đo cung MB cộng với số đo của cung AN chia 2. Nhưng mà vì sao chúng ta lại có thể suy ra được hai góc này bằng nhau? Thì chúng ta sẽ sử dụng kiến thức về giả thiết. AM cung AM bằng cung MB, cung AN bằng cung NC, và tất nhiên là hai cung bằng nhau thì số đo của hai cung cũng sẽ bằng nhau. Và như vậy chúng ta có thể suy ra được hai góc AHM bằng với AN. Và khi hai góc này bằng nhau chúng ta sẽ có thể kết luận được tam giác này là tam giác cân hay là tam giác AEH cân tại A. Thì đây là cái phần sơ đồ phân tích. Và theo cái hướng ngược trở lại thì chúng ta sẽ trình bày một bài chứng minh. Đấy, các bài này là đã về nhà làm rồi cho nên là các em sẽ tham khảo cái phần hướng dẫn chứng minh của cô ở trên màn hình.
AHM, góc AHM bằng số đo cung AM cộng số đo cung NC chia 2. Và góc AN thì bằng số đo cung MB cộng số đo cung AN chia 2. Theo định lý góc có định ở bên trong đường tròn. Nhưng mà theo giả thiết chúng ta có cung AM bằng cung MB, cung NC bằng cung AN, hay nói cách khác là chúng ta cũng có thể có suy ra được cái số đo của nó là bằng nhau. Và vì vậy thì chúng ta suy ra được hai góc AHM bằng với AN. Do hai góc này bằng nhau, chúng ta kết luận được tam giác AEH cân tại A. Và đó là cái phần chứng minh của bài tập số 36. Và bây giờ chúng ta sẽ vào làm bài tập, phần luyện tập cho cô. Đó là bài tập số 39, sách giáo khoa trang 83. Các em sẽ cùng đọc đề bài. Cho AB và CD là hai đường kính vuông góc của đường tròn tâm O. Trên cung nhỏ BD lấy một điểm M, tiếp tuyến tại M cắt tia AB ở E, đoạn thẳng CM cắt AB ở F, chứng minh EF bằng với M. Và cô sẽ dành một chút thời gian để chúng ta có thể vẽ hình. Và các em sẽ quan sát cái phần vẽ hình của cô ở trên hình vẽ, trên màn hình này, các bạn chú ý cho cô. Hai cung, hai đường kính vuông góc, tức là hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau tại tâm O. Trên cung nhỏ BD chúng ta sẽ lấy một điểm M đây. Và từ đây kẻ tiếp tuyến tại M cắt tia AB chúng ta kéo dài ra và nó cắt nhau tại điểm E. Và CM thì cắt AB tại điểm F. Bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh cho EM bằng với EF. Thì muốn chứng minh hai đoạn thẳng này bằng nhau thì chúng ta làm như thế nào? Thì cái hướng mà suy nghĩ đơn giản nhất là chúng ta có thể chứng minh cái tam giác EMF là tam giác cân. Và nếu muốn chứng minh tam giác EMF là tam giác cân thì chúng ta cần chứng minh hai góc là bằng nhau các em. Thì các em quan sát trên hình, chúng ta sẽ đi chứng minh góc EMF bằng với góc EFM. EMF hay là góc EMC, góc này là góc có tên gọi là gì các em? Thì đây chính là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Và EMF hay là MC chắn cung MC, chắn cung MC. Và tất nhiên là nó sẽ bằng 1 phần 2 số đo của cung MC. Nhưng mà cung MC lại bằng cung MB cộng với cung BC, cho nên chúng ta cũng có thể suy ra là bằng 1 phần 2 số đo cung MB cộng với số đo của cung BC. Còn cái góc MFE, góc này có định nằm bên trong đường tròn chắn cung nào? Nó sẽ chắn cung MB và chắn cung AC. Như vậy nó cũng bằng số đo tổng số đo cung MB cộng với AC, cộng với số đo cung AC chia 2. Vậy làm sao để suy ra được hai góc này bằng nhau? Thì các bạn thấy là theo giả thiết hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau tại điểm O. Như vậy nó sẽ chia cái đường tròn này thành bốn cung có số đo bằng nhau. Mà cả đường tròn này bằng 360, cho nên là mỗi một cung này, cung AC và BC sẽ bằng nhau và bằng 90 độ. Cái phần này chúng ta thấy là cái bài chứng minh này, đến đây thì các em có thể tự trình bày trong ít phút cho cô.
và các bạn sẽ chú ý xem cái phần hướng dẫn chứng minh của cô. Góc MFE là góc có đỉnh F ở bên trong đường tròn tâm O. Như vậy chúng ta sẽ có được MFE bằng 1 phần 2 số đo cung MB cộng với số đo cung AC. Còn EMF là góc tạo bởi tia tiếp tuyến ME và dây MC. Chúng ta suy ra góc EMF bằng 1 phần 2 số đo cung MC và bằng 1 phần 2 số đo cung MB cộng với số đo cung BC. Nhưng mà chúng ta lại có số đo cung AC bằng số đo cung BC do đều bằng 90 độ. Và từ 1, 2 và 3 các bạn sẽ suy ra được góc MFE bằng với góc EMF, hay là suy ra tam giác EMF cân tại E. Từ đây chúng ta sẽ suy ra điều phải chứng minh, tức là EF bằng với M. Rồi các bạn sẽ tiếp tục theo dõi cái bài tập số 40 trong sách giáo khoa. Các bạn sẽ cùng đọc bài tập 40 trong sách giáo khoa trang 83. Qua điểm F nằm bên ngoài đường tròn tâm O, vẽ tiếp tuyến FA và các tuyến FBC của đường tròn. Tia phân giác góc BAC cắt dây BC tại D. Chứng minh FA bằng FD. Phần này các bạn sẽ cùng vẽ hình ra giấy nháp hoặc là vào vở cho cô trong một thời gian ngắn nha. À, các em sẽ xem cái phần hình vẽ của cô ở trên màn hình và đối chiếu xem là chúng ta đã vẽ hình đúng chưa. Thì đây, qua một điểm F nằm bên ngoài đường tròn tâm O, chúng ta vẽ tiếp tuyến FA, mà vì nó là tiếp tuyến cho nên là A phải nằm trên đường tròn, hay là A là tiếp điểm. Các tuyến FBC, đây các bạn thấy tia phân giác của góc BAC, chúng ta có vẽ nối lại để có góc BAC. Sau đó chúng ta dùng compa để chúng ta có thể vẽ tia phân giác của góc BAC. Và cái tia phân giác này là cắt dây BC tại điểm D. Và nó cắt đường tròn, nó gọi nó giao điểm với đường tròn là điểm E, thì nó nữa trình bày bài cho nó dễ. Nên là để làm bài tập này chúng ta thấy là nó cũng khá là giống cái cách suy nghĩ của bài tập 39. Muốn chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau trong cái chương góc với đường tròn, thì về kinh nghiệm của cô thấy thì chúng ta thường là suy nghĩ tới việc chứng minh tam giác cân. Và để chứng minh tam giác cân thì chúng ta lại đưa về việc chứng minh hai góc bằng nhau nhé. Là nhiều bài tập là cái cách làm nó như vậy, các em sẽ chú ý. Và các em có thể suy nghĩ để làm bài này. Và bây giờ các em cùng theo dõi cái phần phân tích bài toán của cô. Thì chúng ta để cho nó dễ, chúng ta sẽ gọi giao điểm của AD với điểm O là E. Muốn chứng minh FA bằng FD. Là chứng minh FA bằng FD, FA bằng FD. Chúng ta sẽ đi chứng minh tam giác FAD cân tại đỉnh F. Và như vậy chúng ta sẽ phải chứng minh được hai góc FAD bằng với FDA. Và hai góc này làm thế nào để chứng minh được bằng nhau? Thì chúng ta phải suy nghĩ xem đó là hai góc gì của đường tròn mà trong những bài chúng ta đã học có quan hệ như thế nào với những số đo của cung bị chắn. Thì các bạn, cái phần này các bạn sẽ tự suy nghĩ. Và cô sẽ để cho chúng ta một ít thời gian để chúng ta có thể làm bài.
À, bây giờ các em sẽ cùng đối chiếu cái bài giải của mình với cái hướng dẫn giải của cô. Gọi giao điểm của AD và đường tròn tâm O là E. Góc FDA bằng 1 phần 2 số đo của cung EC cộng với số đo của cung AB. Đây là theo định lý về góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Còn góc FAD bằng 1 phần 2 số đo của cung AE bằng và nó bằng 1 phần 2 số đo của cung AB cộng với số đo của cung BE. Thì đây là theo định lý góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Mà chúng ta lưu ý cho cô là góc BAD bằng với góc C AE. Thì đây là theo giả thiết và chúng ta có AD là tia phân giác của góc BAC. Và khi đó thì hai góc nội tiết này bằng nhau. Nó sẽ suy chúng ta có thể theo hệ quả của bài góc nội tiết chúng ta suy ra được cái số đo của cung EC bằng với số đo của cung BE. Các bạn thấy. Và như vậy thì chúng ta chỉ cần so sánh các cái điều kiện của 1, 2 và 3. Các em nhìn thật kỹ thì nó ở đây là bằng 1 phần 2 số đo cung EC cộng số đo cung AB. Còn cái góc ở dưới này FAD thì lại bằng 1 phần 2 số đo cung AB cộng với số đo của cung BE. Tuy nhiên số đo của cung EC lại bằng số đo của cung BE. Và so sánh 1, 2 và 3 chúng ta có thể kết luận được góc FAD bằng với góc FDA. Và khi hai góc này bằng nhau các bạn có tam giác F AD cân tại F, hay là chúng ta có thể suy ra điều phải chứng minh đó là FA bằng FD. Như vậy thì cô đã cùng các em ôn tập lại một số cái kiến thức về các bài trong chương góc với đường tròn, đó là góc ở tâm, góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến là dây cung, góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn. Và về nhà thì cái phần lý thuyết cô đề nghị các em sẽ ôn tập thật kỹ, rồi chúng ta sẽ làm thêm những cái bài tập ở trong sách giáo khoa, đó là bài tập 41, bài tập 42, 43. Và để cho cái tiết học của tuần sau thì cái phần mà bài cung chứa góc thì chúng ta sẽ không có học ở trên cái phần cô hướng dẫn ở trên video, thì chúng ta sẽ không, giáo viên sẽ không hướng dẫn chúng ta. Cho nên cái phần đó các em sẽ về nhà tự đọc và các em sẽ chuẩn bị trước cái bài tứ giác nội tiếp để cái phần hình học của tiết sau chúng ta sẽ học tốt hơn. Và cô xin chào các em.